Alo, chào các bạn. Tiếp nối chương trình về cái feature tính toán tường chắn bê tông cốt thép hoàn toàn bằng Excel mà không cần về mô hình bằng phần mềm để tính toán nội lực. Thì hôm nay mình sẽ làm về cái file kiểm toán tường chắn bê tông cốt thép trên móng cọc tre gia cố móng cọc tre cư tràm hoàn toàn bằng Excel theo tiêu chuẩn 18.23.017 và các tiêu chuẩn liên quan, giáo trình và tài liệu liên quan. Tường chắn gia cố móng cọc tre cư tràm. Phần kích thước thì chúng ta cũng đi vào nhập kích thước như bình thường. Đây có kích thước cho các thân tường, móng tường có tự tính chúng ta này. Đây. Rồi tường tường đỉnh B1, B2, B3, B4, T1, T2. Rồi mái dốc của đất đắp. Rồi chiều dài tính toán của tường chắn là 1 m chiều dài tính toán. Rồi từ đỉnh tường đến mặt đường xe chạy, đỉnh tường là đây, đến mặt đường xe chạy. Đây, xe chạy lên này, đỉnh tường ở đây. H1. Đấy, trường hợp có xe chạy thì đấy, không có xe chạy thì chúng ta không thể nhập vào chiều cao H1 là từ phần đỉnh trên này cho đến đây. Rồi cái này tự tính, H2 tự tính, H tự tính. Vì rộng lề đường nếu có chúng ta nhập vào đây, không có nhập vào không. Rồi cái này tự tính. Rồi chiều sâu chôn móng. Chiều sâu chôn móng mà tính từ mặt đất tự nhiên đến đáy móng. Mặt đất tự nhiên của chúng ta rồi đến đáy móng là bao nhiêu, sâu bao nhiêu ta nhập vào. Rồi vật liệu bê tông cốt thép tường chắn, bê tông tường chắn, rồi vật liệu thông mặt cái cầu áo đường thì có không, có không có chúng ta cứ để thì mặc định nào cũng được. Thông lượng đất đắp mà chúng ta quan tâm là thông lượng đất đắp mà. Rồi ma sát đất đắp mà, rồi góc ma sát đất đắp vào thành tường. Đây ta có đây, nó thường nằm khoảng từ là 19 đến 20 31. Đây là cát mịn sạch, cát hạt trung lẫn sét mũi, thường thường 24 đến 31, chúng ta chọn trong khoảng đấy, ta chọn 25. Rồi cái này là tự tính, cái này là tự tính. Rồi đấy, lực dính con đất đắp là nhập nơi có. Rồi đây là đất nền, đây là đất đắp, còn đây là đất nền. Đất nền là đất ở dưới đáy móng. Lực dính đất nền này, rồi góc nội ma sát đất nền này, rồi trọng lượng riêng đất nền ta nhập vào. Đây mực nước ngầm. Đấy, có thì chúng ta nhập đơn vị là mili và dương, độ sâu đây là độ sâu, giá trị là dương và đơn vị là mili. Không có thì chúng ta để là không có mực nước ngầm này. Đây hoạt tải xe, nếu có xe thì chúng ta chọn là 1, không có thì chúng ta chọn là 0. Thì chắn đất thôi thì chọn là 0, có xe thì chọn bằng 1 hoặc là 0.65 hoặc là 0.5. Trường hợp này ví dụ có xe chạy 1 HL/3. Rồi đây là các thông số về bê tông. Đây là bê tông tường chắn. Chúng ta chọn cấp độ bền bê tông B, độ bền. Chúng ta ra cường độ bê tông và mô đun đàn hồi. Đây dưới này có bảng 100 mô đun đàn hồi bê tông. E đây 27.5 nhân 1000 MPa. B20. Và đây là lớp bảo vệ, là một thép, thép sử dụng. Các giá trị về lực và các hệ số tác động. Đây đi qua phần tính toán. Đây là tự động tính toán chúng ta. Các thông số này tự động tính toán chúng ta. Chúng ta chọn đây là khoảng cách từ lưng tường chắn đến lề xe chạy. Nó bằng 0 thì chọn bằng 0, mà nó lớn hơn 300 thì chọn lớn hơn 300.
đây là khoảng cách từ lưng tường chắn là đây cho đến lề sẽ chạy là đây, lề sẽ chạy là mép này và lưng tường chắn là đây. Từ đây đến đây là lớn hơn 300 thì chọn lớn hơn 100, mà cái này nó trùng vào đây thì chọn bằng 0. Rồi cái này khác, không số khác nó tự tính chúng ta, đây, nó tự tính chúng ta hết. Rồi, tự tính, rồi, nó tự tính. Ok, đang tự tính hết. Áp lực xuống chân nền, và đây là sức chịu tải của chân nền, nó tự tính chúng ta hết. Đây, nó linh từ các thông số chúng ta nhập nó linh sang đây. Rồi nó tính toán chúng ta là khả năng chịu tải chân nền. Thì đối với đất nền chúng ta đây là đất nền, là nội ma sát của đất nền là đất sét 5 độ, hoạt lực chính là 10 kN và dung trọng 18,5 kN mét khối, thì sức chịu tải của nó chỉ là 39 kN trên mét vuông, 3,9 đây là 3,9 tấn trên mét bình, thì không, đất nền không đảm bảo sức chịu tải, thì đây là phương án xử lý. Đây là phương án xử lý thì nó là cọc tre cử tràm dài và mật độ, đây là linh từ cái này, linh từ bên này sang này. Đấy, kết quả này thì lát nữa chúng ta sẽ nói sau, này nó linh sang chúng ta, rồi chúng ta phải nhập các thông số ở trên này thì nó sẽ có kết quả trên này. Ok, chúng ta nói sau. Kiểm tra về lật, nó kiểm tra về lật chúng ta. Rồi, kiểm tra về trượt, trượt thì nó đánh giá đến, nó xét đến. Bình thường cái lớp đất của chúng ta là cái lớp đất mà đất này thì không thể không đảm bảo về trượt đâu này. Tuy nhiên trong công thức này mình đã cộng thêm xét ảnh hưởng của ma sát giữa cọc và bê tông. Tức là khi mà bê móng đặt lên móng hệm hay móng cọc tre này thì nó có ma sát giữa cọc tre và bê tông, đây mình lấy là 0,4. Mình xét đến ma sát giữa cọc tre và bê tông, thế nên là giá trị này nó tăng lên. Thế nên là đảm bảo về chống trượt khi mà chúng ta gia cố cọc tre. Trường hợp chúng ta không gia cố cọc tre thì mình sẽ bỏ cái này đi. Đấy, em thường mình bỏ đi thì nó sẽ báo là không đảm bảo, xem. Đấy, nó sẽ không đảm bảo. Khi mà không gia cố cọc tre thì khả năng chống trượt của nó rất thấp với cái loại đất mà yếu như này. Thank you.
ra lại trong số mặt đỏ này xem ok chưa. Đây, tập nó tính toán là ok thì đảm bảo ok. Cái này lớn hơn 1 thì ok. À, cái này lớn hơn bằng 1 thì ok. À, kiểm tra hàm lượng của thép đa tối thiểu. Rồi, kiểm tra chụp cắt. Trong chụp cắt thì chúng ta xuống đây chúng ta sẽ bố trí cốt đai, đường kính cốt đai, số lượng cốt đai. À, kiểm tra chúng ta. Rồi, kiểm tra điều kiện thứ nhất là đây. Rồi, kiểm tra điều kiện thứ hai ở đây. Đấy. Thì chúng ta nhập cái giá trị này, màu đỏ này sao cho nó xấp xỉ bằng với giá trị này. Góc tính lại. Góc ban đầu và góc giá trị ban đầu và góc tính lại gần bằng nhau. Đấy. Có thể nó bằng nhau và có thể nó gần bằng nhau. Đấy là được. Đấy, ta xem kiểm tra đây ok là ok. Đấy, thì cắt và tiếp theo hàm lượng của thép. Về có thép ngang. Tối đa tối thiểu và sự yêu cầu của thép. Và đây là kiểm tra về nứt. Thật sự khá là sử dụng. Đây. Thì khoảng cách này nó bé hơn bằng khoảng cách này là ok. Đấy là kiểm toán cọc và tường chắn bê tông cốt thép trên móng cọc tư tràm. Góc xác cốt cứ trạm. À, nó tính toán thép chúng ta rồi. Rồi nó tính toán khả năng chịu lực của nền móng chúng ta. Lật trượt. Kiểm tra lật trượt và sự chịu tải nền móng. Thép. Ok. Vậy là mình đã giới thiệu xong phía sau tính toán tường chắn bê tông cốt thép trên hệ móng cọc và gia cố cọc tre cứ trạm. Ok, thì mình sẽ để thông tin liên hệ dưới video, phần mô tả và dưới phần bình luận cho các bạn có nhu cầu. Ok, chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Ok, chào các bạn.